Việc thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây mới đã giúp các chợ khu vực nông thôn của tỉnh miền núi Lào Cai trở nên khang trang hơn. Tuy nhiên, vì bất cập trong quá trình vận hành cũng khiến nhiều khu chợ hoạt động không hiệu quả, thậm chí là rơi vào tình trạng bỏ không, gây lãng phí. Được sửa chữa trên quy mô 1.000m2 với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi hoàn thiện, chợ Bắc Ngầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lại vắng bóng tiểu thương. Nhiều gian chợ để không đã lâu, giờ đây trở thành chỗ chơi cho trẻ em. Hiện tại bây giờ có có năm bà thôi. Có ba năm bà đăng ký ở đây. để không. để không ấy có làm gì đâu. Đây. Làm cũng để không đá bóng. Câu lông, câu vớt. Buổi chiều thế đó. Có ngày thì mới rau thôi, không có ai vào, có khi 2 3 tiếng có người đến. chợ toàn cho họ mang về cho gà cho lợn. Còn tại thành phố Lào Cai thì hầu như phường nào cũng có từ 1 đến 2 chợ vì xây dựng quá gần nhau nên dù có cải tạo hoặc xây mới khang trang thì các chợ cũng đều trong tình trạng hoạt động kém, nhiều ký ốt bỏ không. Cái mật độ dân số thì cũng cũng tương đối như thế thế mà lại rất nhiều chợ nên là cái việc thu hút về để lấp đầy tất cả các diện tích bố trí của chợ thì cũng đang đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hàng chục khu chợ chưa hoạt động hiệu quả. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 19 chợ được xây mới, 17 chợ được nâng cấp cải tạo. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để các chợ phát huy hết công năng, tránh lâm vào tình trạng lãng phí đầu tư. Chúng ta cần phải đánh giá nhu cầu thực tiễn về mua bán của bà con từ đấy, xây dựng thiết kế những quy mô chợ nó phù hợp với tình hình thực tế, làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân và con vào chợ để kinh doanh mua bán, không lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh. Phát triển hệ thống chợ nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giao thương buôn bán. Thế nhưng, việc quy hoạch xây dựng cũng như phương thức vận hành cũng cần được chú trọng, tránh trường hợp chợ xây xong rồi để đấy gây thất thoát lãng phí. Thưa quý vị, trong tuần qua, truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc Báo Nhân dân đã nhận được 5 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 9 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng, 3 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Cụ thể như sau, khán giả Nguyễn Thị Miên Hương, Ninh Thuận, Nguyễn Văn Tuân, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Tường, Nguyễn Văn Nhung, Hà Nội, Nguyễn Xuân Liêm, Đắk Lắc có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Thị Minh Thanh, Hà Nội, Nguyễn Văn Sơn, Yên Bái, Bùi Thị Lan, Quảng Ninh, Phạm Thị Lan, Kiên Giang, Trịnh Thị Mai, Tuyên Quang, Nguyễn Thị Loan, Hà Tĩnh, Ban Quản trị Cụm Nhà Trung Cư Eco Lake View, Khách hàng dự án James Sky World Đồng Nai có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Nguyễn Thị Dương Liễu ở Phú Thọ, Lê Hoàng Ngọc Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Xuân Cảnh, Hải Dương có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, và sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả, bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Văn bản trả lời số 11810 ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nội dung chính như sau, báo nhân dân có văn bản chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung đơn của ông Trần Thanh Toàn trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, liên quan đến việc ngày 26 tháng 8 năm 2023, ông Anh Hải ở xã Tiến Xuân chỉ đạo một tốp người xông vào đập phá toàn bộ phần tường rào bao quanh khu đất, hắt xuống hồ nước phía trước nhà ông Toàn tại xóm trại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tài sản gắn liền với đất của ông. Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật thông tin đến báo nhân dân và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Văn bản trả lời số 81 ngày 6 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Nội dung chính như sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận được văn bản của Báo Nhân dân chuyển nội dung đơn thư của bạn đọc với nội dung công dân tố cáo một số cán bộ phường lê hồng phong và thành phố thái bình vi phạm những điều đảng viên không được làm bao che không xử lý nghiêm vi phạm sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ các quy định của pháp luật thường trực hội đồng nhân dân tỉnh chuyển văn bản của báo nhân dân và đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định đề nghị gửi kết quả giải quyết đến thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và báo nhân dân Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Thạc sĩ luật sư Lê Ngọc Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc và khiếu nại của quý vị khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Vâng, xin được chào luật sư Lê Ngọc Sơn ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia với chương trình ngày hôm nay. Vâng, chào MC Anh Thư, chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân. Và câu hỏi đầu tiên dành cho luật sư như sau. Khán giả Nông Thị Huệ ở Cao Bằng hỏi, hiện tình trạng hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư rất phổ biến, việc này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Theo quy định của pháp luật, hành vi này bị phạt bao nhiêu tiền thưa luật sư? À, vấn đề bạn hỏi, theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 144 năm 2021, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung như sau. À, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Gây tiếng động lớn làm ồn ào huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. À, đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn trên thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc công an nhân dân theo quy định tại điều 68 69 nghị định số 144 năm 2021. Do đó, khi gặp phải hàng xóm hát karaoke ồn ào, người dân hoàn toàn có thể báo cho ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã, phường, thị trấn quản lý địa phương để được nhanh chóng giải quyết. Vâng và câu hỏi thứ hai đến từ khán giả Nguyễn Thanh Hùng thành phố Hồ Chí Minh như sau: Ba mẹ tôi lập di chúc để tài sản là nhà đất cho các con nhưng mà lại không có tên tôi, tôi là con ruột của ba mẹ. Theo quy định thì tôi có được hưởng thừa kế hay không? À, vâng, đây là một vấn đề rất nhiều người quan tâm Vì theo quy định tại Điều 626 Bộ Luật Dân sự năm 2015 Thì người lập di trúc có quyền sau Chỉ định người thừa kế, chất quyền người hưởng di sản của người thừa kế Phân định phần di sản cho từng người thừa kế Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng thờ cúng Giao nghĩa vụ cho người thừa kế Chỉ định người giữ di trúc, người quản lý di trúc Người phân chia di sản việc chỉ định người thừa kế và chuất quyền hưởng di sản của người thừa kế là quyền của người lập di trúc. Do đó, người lập di trúc hoàn toàn có quyền cho con hưởng hoặc không được hưởng di sản của mình. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 thì những người sau đây vẫn được hưởng di sản bằng 2/3 suất của một người theo thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di trúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2 phần 3 suất đó, đó là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động theo quy định trên thì trước khi xác lập quyền thừa kế theo di trúc của một cá nhân, cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh hàng thừa kế của người để lại di trúc từ đó để xác định có hay không có đối tượng được thừa hưởng di sản không phụ thuộc vào di trúc. Khi đó, người không có tên trong di trúc sẽ được hưởng di sản bằng 2 phần 3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Nếu thường trường hợp sau, con chưa thành niên, con thành niên mà không có khả năng lao động. Và câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Minh Đức ở Bắc Giang. Chị ruột tôi đi nước ngoài để lại xe cho tôi sử dụng. Khi gặp công an thì có bị xử phạt hay không và có phải sang tên đổi chủ hay không, thưa luật sư? Vâng, Hiện nay thì theo quy định của pháp luật thì không có quy định việc xử phạt đối với trường hợp người sử dụng xe của người khác. Nhấn mạnh là sử dụng xe của người khác mà chỉ có quy định về xử phạt chủ xe vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ với lỗi như sau: không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, ô tô, máy kéo, xe máy, chuyên dùng, các loại xe tương tự ô tô Thực tế thì việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên thường chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông qua đăng ký xe à, Tại khoản 2, điều 58 luật giao thông đường bộ năm 2008 hiện có quy định người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khi kiểm tra nếu phát hiện thì người điều khiển có thể bị phạt theo quy định. À, như vậy trường hợp của bạn lái xe của chị gái không thuộc hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe nên bạn sẽ không bị xử phạt đối với hành vi này. Còn khi lái xe thì bạn nhớ mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định nêu trên. Và nếu bạn sở hữu xe ô tô do được do mua, được cho, được tặng thì phải làm thủ tục đăng ký sang tên để chuyển chủ sở hữu theo đúng quy định để hạn chế rủi ro về hồ sơ, mất mát tài sản, hệ lụy pháp luật. Câu hỏi thứ tư trong chương trình ngày hôm nay đến từ một khán giả nữ giấu tên. Tôi là mẹ đơn thân chưa đăng ký kết hôn, mới sinh con, người cha thì không công khai nhận con. Tuy nhiên người cha vẫn muốn đứa bé mang họ của mình, họ của cha và mẹ không giống nhau. Tôi xin hỏi có thể lấy họ khác, cụ thể là họ của người cha giấu tên cho con của tôi được hay không ạ? Thưa luật sư. À, vâng, về vấn đề này thì theo quy định tại khoản 2, điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau. À, việc xác định họ cho con được quy định như sau là họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con sẽ được xác định theo họ của mẹ. Đồng thời, nghị định số 123 năm 2015 của chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều về và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch cụ thể tại điểm A khoản 1 điều 4 có nêu rõ Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh. Trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán. Ngoài ra, pháp luật quy định trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để chống từ những quy định trên và theo thông tin mà chị cung cấp thì chị chưa đăng ký kết hôn và cha đẻ của cháu bé cũng không công khai nhận con thì chị có thể khai họ của cháu bé theo họ của chị phần ghi về người cha bỏ trống hoặc phải tiến hành thủ tục nhận cha cho con Vâng, xin được cảm ơn luật sư đã tham gia giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả trong chương trình ạ